Cô xin chào tất cả các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu sang một chương học mới, đó là chương 2, nhiệt học. Các em cùng quan sát hình ảnh và lắng nghe câu hỏi của cô. Tại sao các đường ray tàu hỏa thường có một khe hở giữa đầu các thanh ray? Câu hỏi số 2. Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Câu hỏi số 3. Tại sao khi để xe đạp ngoài trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quá căng? Để trả lời được các câu hỏi cô vừa nêu, thì chúng ta bắt đầu vào bài học hôm nay có chủ đề là sự nở vì nhiệt của các chất. Một la mã sự nở vì nhiệt của các chất. Chất đầu tiên chúng ta tìm hiểu là chất rắn. Thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm bao gồm vòng kim loại, quả cầu kim loại, đèn cồn, cốc nước lạnh. Thí nghiệm này sẽ tiến hành qua 3 bước. Các em chú ý. Bước đầu tiên, cô sẽ kiểm tra xem ở điều kiện bình thường quả cầu kim loại có bỏ lọt qua vòng kim loại hay không. Qua bước kiểm tra đầu tiên thì ta thấy rằng quả cầu kim loại ở điều kiện bình thường đã bỏ lọt qua vòng kim loại. Điều này chứng tỏ kích thước của quả cầu nhỏ hơn vòng kim loại. Bước số 2, cô sẽ đem quả cầu đi hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Sau khi quả cầu đã nóng lên, cô sẽ đặt quả cầu vào vòng kim loại và kiểm tra xem lúc này quả cầu có bỏ lọt qua vòng kim loại hay không. Các em chú ý quan sát. Sau khi đã hơ nóng quả cầu, cô đặt quả cầu vào vòng kim loại, thì ta thấy rằng quả cầu không còn bỏ lọt qua vòng kim loại nữa. Điều này chứng tỏ kích thước quả cầu đã tăng lên và lớn hơn cái vòng kim loại. Bước số 3. Cô đặt quả cầu kim loại đang nóng vào cốc nước lạnh. Sau đó sẽ để quả cầu vào trong cái vòng kim loại để kiểm tra xem quả cầu có bỏ lọt qua vòng kim loại hay không. Sau khi đặt quả cầu vào cốc nước lạnh thì quả cầu đã lọt qua vòng kim loại. Điều này chứng tỏ kích thước quả cầu đã giảm và nhỏ hơn so với vòng kim loại. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét như sau. Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Mộc nhỏ làm thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm của cô bao gồm một chậu nước nóng và một bình cầu đựng nước màu được đậy chặt bằng một nút cao su có một ống thủy tinh cắm xuyên qua. Bây giờ cô sẽ đặt bình cầu vào trong chậu nước nóng. Các em hãy quan sát sự thay đổi mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh như thế nào. Khi đặt bình cầu vào trong chậu nước nóng thì ta thấy mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh đã dâng lên vì nhiệt độ nóng đã truyền từ bình sang phần chất lỏng bên trong, làm cho chất lỏng nóng lên, nở ra, thể tích tăng, đẩy mực chất lỏng dâng lên. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Chất lỏng nở ra khi nóng lên. Bây giờ cô tiếp tục đặt bình cầu từ chậu nước nóng. Cô chuyển sang chậu nước lạnh. Các em hãy quan sát sự thay đổi của mực chất lỏng bên trong ống như thế nào. Khi đặt bình cầu vào chậu nước lạnh thì mình thấy là mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh hạ xuống vì nhiệt độ lạnh đã truyền từ bình sang phần chất lỏng bên trong, làm cho chất lỏng gặp lạnh co lại, thể tích giảm, làm cho mực chất lỏng hạ xuống. Từ đây ta rút ra được nhận xét. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất khí. Thí nghiệm. Bước 1, ta sẽ cắm một ống thủy tinh nhỏ xuyên qua nút cao su của một bình cầu. Bước 2, nhúng một đầu ống vào cốc nước màu, dùng ngón tay bịt chặt đầu còn lại rồi rút ống ra khỏi cốc sao cho còn một giọt nước màu bên trong ống. Chúng ta bắt đầu vào bước số 3. Lắp chặt nút cao su có gắn ống thủy tinh với giọt nước màu vào bình cầu để nhốt một lượng khí trong bình. Bước 4. Bây giờ chúng ta sẽ sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, sau đó áp chặt vào bình cầu. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra với giọt nước màu. Khi áp tay vào bình cầu thì ta thấy hiện tượng xảy ra là giọt nước màu đã di chuyển đi lên. Vì bình cầu tiếp xúc với nhiệt độ nóng từ bàn tay truyền qua phần không khí bên trong bình cầu làm không khí nóng lên, nở ra, thể tích tăng, đẩy giọt nước màu đi lên. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Chất khí nở ra khi nóng lên. Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu nữa thì lúc này giọt nước màu sẽ di chuyển từ trên xuống dưới. Vì khi tiếp xúc với lại nhiệt độ lạnh làm cho nhiệt độ truyền từ bình vào phần chất khí bên trong làm chất khí gặp lạnh co lại, thể tích giảm nên giọt nước màu hạ xuống. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Chất khí co lại khi lạnh đi. Sau khi đã tìm hiểu sự nở vì nhiệt của các chất thì ta có thể rút ra được kết luận. Chất rắn, chất lỏng, chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Hai la mã, đặc điểm sự nở vì nhiệt của các chất. Đây là bảng số liệu cho biết độ tăng thể tích của 1000 cm3 của một số chất khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50 độ C. Các em cùng quan sát cột chất khí. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C, thì các chất khí nở ra với cùng một thể tích là 183 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất khí khác nhau sẽ nở vì nhiệt giống nhau. Bây giờ mình tiếp tục sang cột chất lỏng. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C thì các chất lỏng nở ra với các thể tích tương ứng như sau. Rượu tăng thêm 58 cm3. Dầu hỏa tăng thêm 55 cm3, thủy ngân tăng thêm 9 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Bây giờ mình quan sát sang cột chất rắn. Với cùng một thể tích ban đầu và cùng tăng thêm nhiệt độ là 50 độ C thì các chất tăng thêm thể tích tương ứng như sau. Nhôm tăng thêm 3,45 cm3, đồng tăng thêm 2,55 cm3, sắt tăng thêm 1,80 cm3. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Khi quan sát toàn bộ bảng số liệu thì các em sẽ nhận thấy chất khí sẽ nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng và chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Chúng ta bước qua phần ba la mã, tác động của các chất khi sự co giãn vì nhiệt bị cản trở. Thí nghiệm. Ta sẽ tiến hành thí nghiệm hình 21.1a. Bây giờ cô sẽ lắp thanh thép vào giá đỡ. Sau đó lắp chốt ngang vào bên trong. Đưa đèn cồn lại gần và hơ nóng thanh thép. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra với chốt ngang. Vậy hiện tượng xảy ra là chốt ngang bị gãy.
Vậy tại sao chốt ngang lại bị gãy? Khi ta hơ nóng thanh thép sẽ nóng lên và nở ra. Lúc này thể tích của thanh thép đã tăng lên và thanh thép lại bị cản trở bởi chốt ngang, nên thanh thép sẽ sinh ra một lực để phá vỡ sự cản trở này. Và chúng ta đã nhận thấy hiện tượng xảy ra là chốt ngang đã bị gãy. Từ đây ta có thể rút ra được nhận xét như sau. Khi giãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản, thanh thép có thể gây ra những lực rất lớn. Ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Đầu tiên, cô đun nóng thanh thép. Sau khi đun nóng xong, ta đặt thanh thép lên trên giá đỡ. Lắp chốt ngang phía bên ngoài, quan sát hiện tượng xảy ra với lại chốt ngang. Hiện tượng xảy ra chốt ngang bị gãy. Điều này chứng tỏ thanh thép khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, thanh thép co lại, bị chốt ngang cản trở nên cũng sinh ra một lực để phá vỡ cái sự cản trở này. Từ đây mình rút ra được nhận xét. Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản, thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. Qua các thí nghiệm trên thì cô có thể rút ra được nhận xét như sau. Khi thanh thép nở ra hoặc co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản nó có thể gây ra lực rất lớn. Thì đối với lại chất lỏng và chất khí cũng sẽ tương tự như chất rắn. Khi các chất nở ra hoặc co lại, nếu bị ngăn cản nó cũng sẽ gây ra lực để phá vỡ cái sự cản trở đó. Từ đây cô sẽ rút ra được kết luận cho cả ba chất rắn, lỏng, khí. Kết luận như sau. Khi sự co giãn vì nhiệt bị ngăn cản, có thể gây ra những lực rất lớn. Dưới đây là bài ghi cho chủ đề sự nở vì nhiệt của các chất. Các em chú ý ghi vào trong tập vật lý cho cô. Một la mã, sự nở vì nhiệt của các chất. Chất rắn, chất lỏng, chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Đặc điểm sự nở vì nhiệt của các chất. Các chất rắn và các chất lỏng khác nhau sẽ nở vì nhiệt khác nhau. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Ba la mã, tác động của các chất khi sự co giãn vì nhiệt bị cản trở. Khi sự co giãn vì nhiệt của vật rắn bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực rất lớn. Khi sự co giãn vì nhiệt của chất lỏng và chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực khá lớn. Bốn la mã vận dụng, các em trả lời lại cho cô ba câu hỏi đầu bài. Đây là phần dặn dò của cô dành cho các em. Các em nhớ chép bài đầy đủ vào vở vật lý, học bài, sự nở vì nhiệt của các chất, làm cho cô phần câu hỏi vận dụng là ba câu hỏi ở đầu bài, sau đó làm sách bài tập, xem trước bài mới, nhiệt kế, nhiệt sai. Chúc các em học tốt!